Xin chào mọi người Trong video này Lê Quốc sẽ giới thiệu một bộ sản phẩm Máy đo độ ồn Model 850019 của hãng Spur Scientific Bây giờ xin mời mọi người vào phần trình bày chi tiết Để khám phá một bộ 850019 của hãng Spur Scientific Bao gồm những gì Đây là thân máy chính. 850019. Trên đây là khu vực màn hình hiển thị. Các phím bấm. Đây là nút nguồn để tắt mở máy. Nút màu đỏ range AC là để thay đổi cái tầm đo từ DBA qua DBC và ngược lại. Đây là nút tắt mở Bluetooth, nút Hold để giữ số đo trên màn hình không thay đổi. Và bấm giữ nút Hold này sẽ là chức năng tắt mở đèn màn hình. Nút Max và Min, bấm một lần lên Max thì màn hình nó chỉ hiển thị ra những số đo lớn nhất. Và ngược lại, bấm lần nữa ra Min thì màn hình chỉ hiển thị những giá trị đo nhỏ nhất trên đây là khu vực cảm biến âm đây là miếng mút để chống tạp âm và để bảo vệ cái cảm biến khỏi bụi đây là khu vực học pin Đây là sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Tiếng Việt sẽ có trong phần mô tả của video này. Máy sử dụng pin vuông 9V. Đây là loại pin thường sử dụng một lần. Hết thì mình bỏ và thay pin mới. Loại pin này là loại pin phổ biến trên thị trường. tầm đo của 850019 là từ 35 đến 130 dB. Độ chính xác là cộng trừ 3 dB. Có hai trọng âm, DBA và DBC. Đặc biệt, 850019 có chức năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Có thể sử dụng với iOS hoặc là Android. Cái app giao tiếp này thì mọi người sẽ download miễn phí trên kho app Đây là một bộ máy đo độ ồn 850019 của hãng Spur Scientific. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.